Xin chào quý vị và các bạn. Mưa tại các tỉnh phía Nam sẽ tạm giảm bớt trong hôm nay, nhưng lại gia tăng trong những ngày tới. Bên cạnh đó là tình hình dịch bệnh vẫn hết sức phức tạp, người dân cần hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nhà. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải lưu thông ngoài trời, quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa tiện ích để phòng những cơn mưa dông về cuối ngày. Chính vì có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên chỉ từ 29 cho đến 32 độ, Nam Bộ là 31 cho đến 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất là từ 32 đến 33 độ. Từ chiều tối trở đi, mưa có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực. Từ chiều tối và đêm, trời mát với mức nhiệt chỉ dao động từ 25 cho đến 26 độ mà thôi. Cũng có mưa dông gia tăng trong hôm nay là khu vực miền Trung. Nơi đây đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Nam Trung Bộ, nên thời tiết có sự phân hóa. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tạnh giáo và có nắng nhiều hơn, cao nhất từ 32 cho đến 34 độ. Các khu vực còn lại mưa xuất hiện nhiều trong ngày, nhiệt độ không quá mức 33 độ. Cũng tương tự như tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Đà Nẵng cũng chỉ ở ngưỡng 33 độ. Do có mưa nên thời tiết mát mẻ, duy trì cả ngày. Tối và đêm nay, mức nhiệt hạ dần về chỉ còn mức 25 độ, cộng với gió biển nên người dân sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng dịch thì quý vị nên hạn chế ra khỏi nhà. Trong khi đó, khu vực có thời tiết tạnh giáo nhất trên cả nước trong hôm nay sẽ là miền Bắc. Ban ngày, trời nắng, nhiệt độ tăng lên vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất ngày từ 31 cho đến 34 độ, có nơi cao hơn. Độ ẩm tăng khiến chúng ta sẽ thấy oi bức, tối và đêm trời sẽ mát dần. Cùng chung xu thế thời tiết đó, trưa chiều nay, Hà Nội cũng sẽ có nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất là 34 độ, độ ẩm tại đây là 85%, cảm giác oi nóng hiện hữu khá rõ. Từ khoảng 17 giờ trở đi, thời tiết lại dịu dần, thấp nhất đêm nay trong khoảng mức 26 độ, trời lại mát mẻ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.